Kính chào quý vị và các bạn. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay cảm thấy là trong người nó có rất là nhiều nội lực. Vì tôi có thấy một cái anh luật sư của Ken Đạt Dương, ảnh liên hệ với luật sư để mà có một cái chuyến gọi là đi ra nước ngoài, mà đặc biệt là Mỹ. Tôi không biết là cái chi phí nó có cao lắm hay không, nhưng thực sự trong thâm tâm rất là vui và hy vọng rằng mình có một cái dịp để tiếp cận với luật sư của Mỹ, luật sư quốc tế. Thú thật với quý vị và các bạn thì tôi là một cái người gọi là ham học. Tôi mong muốn cái kiến thức ở luật sư ở Việt Nam thì tôi cũng đã tương đối hiểu, biết, vận dụng. Và mong muốn của tôi rằng là đưa cái kiến thức tiếng Anh, nhưng mà khổ quá, luật sư thì kiến thức cũng còn hạn chế. Tôi mong lắm những cái kết nối, những cái gạch giữa luật sư và luật sư, để chúng ta có thể ra một cái sân chơi, để chúng ta có thể giúp được người Việt, đồng thời người Việt mình có thể đưa cái kiến thức luật của Việt Nam đến với thế giới. Không biết đó có phải là một cái mong ước lớn hay không. Tuy nhiên vẫn cứ đi tìm trong hàng vạn những cái khách hàng. Nếu quý ông bà, cô bác và anh chị, những anh chị em đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, có những người về hưu, tuy nhiên rằng có những cái kiến thức tiếng Anh chuẩn, thì hãy liên hệ với luật sư Thu. Chúng ta sẽ cùng hợp tác để chúng ta nâng lên cái kiến thức pháp luật của người nước ngoài vào Việt Nam, ra một cái sân chơi quốc tế. Hy vọng rằng đây là một cái điều mà luật sư Thu Đoàn sẽ hướng đến để trở thành hiện thực các bạn ha. Để trở lại cái chủ đề này thì tôi vẫn với một cái tình yêu của các anh chị em là những người Việt xa xứ. Hôm nay video của tôi có tên là Việt Kiều chia thừa kế ở Việt Nam chỉ được hưởng bằng giá trị. Hôm nay tôi trả lời cho quý vị và các bạn một cái câu hỏi thực tế mà tôi nhận được thông qua cái email. Dĩ nhiên trong cái việc mà trả lời hoặc đọc câu hỏi này thì tôi cũng đã mã hóa thông tin. Nếu quý ông bà, cô bác, các anh chị em Việt Kiều xem cái video này thì chúng ta sẽ biết đây là luật sư Thu Đoàn trả lời câu hỏi của quý vị nha. Thưa luật sư, cha gia đình chúng tôi đa số đều ở nước ngoài. Hiện có một ngôi nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Cha mẹ tôi mất vào năm 2001. Hiện gia đình người chị quản lý. Hôm nay có nhu cầu tôi muốn chia di sản, nhưng chị cố không chia giấy tờ. Ba mẹ tôi, người chị không muốn đưa ra. Chúng tôi chỉ có giấy copy lúc đi kê khai thuế trước bạ, có tên 5 người con chung. Câu hỏi đặt ra như thế này: như vậy chúng tôi muốn chia thừa kế theo pháp luật, chia theo hiện kim, nhưng người chị đó không thối tiền lại thì sao? Vì công việc chúng tôi không về Việt Nam thường xuyên vừa được. Luật sư giúp cho tôi trọn gói từ A tới Z. Hôm nay góc nhìn của luật sư Thu Đoàn trong vấn đề này là như thế này quý vị và các bạn. Tôi muốn đưa cho quý bạn đọc này là theo quy định của luật Việt Nam thì chúng ta là Việt Kiều đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chúng ta sẽ không được hưởng thừa kế bằng hiện vật. Và chắc chắn là bạn đọc này đã biết và bạn nói rằng chia theo hiện kim. Cách chia như thế nào? Thì nhà bạn có 5 người. Tôi giả sử tài sản này là của ba mẹ để lại. Nhà bạn có 5 người thì mỗi một người sẽ được 1/5 suất thừa kế bạn ạ. Về thời điểm phát sinh di sản thì do bạn nói rằng là cha mẹ mất năm 2001 thì tôi tạm lấy cái thời điểm phát sinh cái thừa kế là năm 2001. Thì như vậy trong trường hợp này luật áp dụng
là năm 2005. Chúng ta có những thỏa thuận như sau. Ví dụ như hiện tại tôi đặt giả thuyết rằng còn chỉ còn một người chị duy nhất ở Việt Nam, còn lại bốn người đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Một người đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, họ bảo rằng thôi tôi không lấy tài sản này, tôi không lấy, tuy nhiên tôi đưa cái phần này cho người chị đang quản lý ở Việt Nam. Một người thì nói rằng là tôi yêu cầu chia di sản bằng hiện vật. Một người thì bảo rằng là thôi thì bây giờ tôi sẽ nhận và tôi cho lại cái di sản này cho một người chị. Nó có rất là nhiều những cái tình huống xảy ra. Vậy thì nếu trong trường hợp tôi đặt giả thuyết, các anh chị có thể thỏa thuận thêm cho người chị ở Việt Nam này một suất di sản. Ví dụ nhà mình có 5 người, đúng ra là sẽ chia mỗi người 1/5 suất tài sản. Thôi thì người chị có công quản lý sử dụng hương khói ông bà, cho tặng cho bà chị này thêm một cái công gọi là di sản dùng vào việc thờ cúng, thì cho bà thêm một phần nữa, thì mình chia cái tài sản này làm 6 cũng được ạ. Rất nhiều cách chia. Nếu chúng ta thỏa thuận, tôi đặt giả thuyết rằng cái giá trị căn nhà này là 6 tỷ thì chúng ta mỗi người sẽ được hưởng 1 tỷ đồng chẳng hạn. Có thể chúng ta chia bằng 5 thì mỗi người sẽ được 1 tỷ 2. Rất là nhiều cách thỏa thuận quý bạn đọc này ạ. Chúng ta sẽ trên cái tinh thần thương lượng là chính. Và chắc chắn trong cái câu hỏi bạn đọc đưa ra rằng là người chị cố lấy không chia, người chị cố lấy không chia, thì chắc chắn chúng ta khởi kiện ở tòa. Bạn hỏi tôi khởi kiện ở đâu, tôi trả lời bạn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Còn bạn bảo tôi chi phí vụ kiện bao nhiêu thì tôi xin mã hóa. Bạn có thể lên mạng search hoặc thông qua người thân, người quen, bạn bè gì đó. Bạn thấy rằng bất cứ một cái luật sư nào đó, họ có đủ năng lực, họ có đủ cái pháp nhân để họ nhận cái vụ việc của mình. Tôi cũng không đặt vấn đề rằng bạn là luật sư đó, nhưng vấn đề nằm ở chỗ bạn muốn hỏi tôi để chúng ta cùng cộng tác. Rất là nhiều trường hợp tôi sẽ không trả lời cái vế thứ hai, lệ phí như thế nào luật sư cho biết. Nếu bạn thực sự là người thiện chí đến với văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc thì chúng ta sẽ cùng nhau kết nối. Tại vì cho đến thời điểm hiện tại, luật sư Thu Đoàn cũng có nhận những cái hồ sơ có yếu tố nước ngoài giống như bạn tôi nha. Hôm nay tôi sẽ phân tích thẩm quyền khởi kiện là Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bạn là người nước ngoài, bạn chỉ được hưởng bằng giá trị thời hiệu để khởi kiện một vụ kiện thừa kế còn đó bạn ạ. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn tất cả các anh chị em Việt Kiều đều hiểu rõ cái quy định của pháp luật Việt Nam và mong muốn rằng ý chí của họ, nếu họ là những người con của người để lại di sản thừa kế thì họ sẽ được hưởng cái di sản mà ba mẹ họ khi còn sống đã tạo lập. Để kết cái video này, tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nhân văn như thế này. Có một chị Việt Kiều Mỹ, chị khi ba chị còn sống thì chị ở Việt Nam, thì ba chị mới nói như thế này. Khi mà ba mua, ba gửi tiền như vậy, con được 1/4 hay 1/5 gì đó trong cái suất thừa kế. Và con nhớ nha, con được 1/4 và 1/5 gì đó. Và chị bảo với tôi rằng ba của em còn một cái dòng sao nữa, và em muốn nhận cái số tiền này để em cho lại cho những đứa con của ba em. Đó là cái tính nhân văn. Hiện tại em không thể lấy tiền của em, tại vì em có gia đình, em có những cái cuộc sống riêng. Tuy nhiên em muốn nhận lớn cái số tiền này, nhận thật lớn để em lấy số tiền này, em cho lại những đứa con của dòng của ba em.
cùng cha mà khác mẹ. Đó là một cái trách nhiệm, một cái nghĩa vụ của em. Xin cảm ơn chị và cảm ơn quý vị Việt Kiều nào đó đã gửi email cho tôi. Nếu quý vị và các bạn cho rằng cái quyền nhận di sản thừa kế theo pháp luật của chúng ta được bằng cách là khi khai nhận ở thuế, cục thuế quận huyện, chúng ta có tên thì chúng ta sẽ đi kiện. Còn kiện để chúng ta nhận cái suất thừa kế, hoặc thậm chí chúng ta nói với người chị rằng tôi kiện ra để cho quý vị chị được biết là tôi cũng là con của ba, của mẹ, chứ không phải tôi là người dân. Có những người người ta kiện như vậy đó quý vị và các bạn. Quan điểm của mỗi người mỗi khác. Có người muốn chuẩn lấy 1/5 suất thừa kế đúng và đủ. Có những người họ chỉ lấy những cái số tiền tượng trưng. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có thể kết nối được cái vị khách hàng này. Cảm ơn vị khách hàng đã gửi cho tôi qua email thu đoàn1975@yahoo.com. Xin một lần nữa, nếu quý vị và các bạn nào có những cái câu hỏi thì hãy gửi qua cho tôi và mô tả thật chi tiết thông qua email thu đoàn1975@yahoo.com. Cảm ơn quý vị và các bạn.